nó mới sao? Sao anh không xuống? Anh không biết bơi. Mày xuống cứu nó đi nhanh lên. Đây. Đây nó đoạn này này. Đi nhanh lên. Chào mọi người nhá. Tiền báo. Chào mọi người. Đấy, ok. Ở hôm nay mình mua chuột được quả bảo cả nhà. Này sẽ chôn lại một tỏi cả nhà. Nó mấy hôm qua nó cho biết tay, cho biết tay nó lửa. Đấy, bây giờ nó vẫn chưa lên quán mà tôi mới em bảo là cơm nước và quét nhà cửa đâu đấy như thằng còi nó lười lắm. Và vừa nãy mình lại sinh ra một ý tưởng này để cả nhà xem cái tình cảm của còi dành cho Bảo Bảo là như nào nhé. Là bây giờ là tôi sẽ đưa em Bảo Bảo ra bờ hồ Lục Nam chơi ấy, ở chỗ đấy bán chè đá và cái kênh cảnh ở ngoài đấy rất là đẹp ấy, thì là tôi sẽ đưa em Bảo Bảo ra đây chơi. Nhưng mà nhân tiện là lừa luôn còi là bảo kiểu như Bảo Bảo kiểu như buồn việc của mẹ quá ấy, nghĩ quẩn nhảy xuống hồ, và kiểu như tôi gọi còi lên chờ lúc nào nó gần đến quán mà tôi gọi nó ra bờ hồ, kiểu như là tôi thì lần trước ấy nó cứ hay khoe khoang, nó bảo là nó bơi giỏi lắm các kiểu, mà tôi cứ lừa nó tôi không biết bơi đấy, để xem mà ví dụ em Bảo Bảo nghĩ quẩn nhảy xuống hồ thì là còi có cứu không. Khi nó ra đến nơi tôi bảo là vừa Bảo Bảo nó thấy anh cái nó nhảy xuống hồ nó tự tử rồi đấy. Thôi, mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Xong là nó mới chìm thôi, mình phải cứu nhanh để mò nó đi anh cả, để xem phản ứng của còi có đủ gan dạ để cứu em Bảo Bảo không nhé. Qua video này sẽ biết ngay là cái tình cảm của còi dành cho Bảo Bảo như thế nào. Để anh em cùng xem nhé, anh em nhớ đón xem hết video nhé. Và video này các bạn đừng có lừa ai, đừng thực hiện với ai mà không biết bơi nhé. Nhưng còn tôi thì biết mà còi bơi rất là giỏi và không làm sao. Các bạn đừng nên thực hiện. Đúng rồi, không nên thực hiện vì hơi mạo hiểm. Với những cái người không biết bơi mà người ta nhảy xuống đấy rồi lại chết, lại hỏng hình đấy. Mà nhưng tôi thì có ở đấy rồi, nếu còi có vấn đề gì tôi lại nhảy xuống. Ok anh em nhé, anh em nhớ đón xem hết video nhé. Let's go. Ok anh em nhá, tôi mới Bảo Bảo vừa uống trà đá đây, cái quán trà đá bên trên này đây. Nhưng mà bây giờ là Bảo Bảo cởi quần áo ra, cởi áo thôi, cởi áo ra xong để đôi dép ở đây, kiểu như hiện trường ấy, mới nhảy xuống từ từ đấy. Đấy, cởi dép ra để đây, xong là tí nữa là tôi sẽ đưa Bảo Bảo lên ô tô trốn và tránh đi, xong để tôi gọi còi ra đây đấy, để đôi dép đấy, chiếc áo Bảo Bảo đấy. Ok anh em nhá. Bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ là Bảo Bảo lên ô tô trốn để anh gọi nó. Em điện thoại của anh đâu nhỉ, đen trắng đâu. Vừa nãy điện cho nó rồi, bảo là lên quán nhanh. Thế còi nó, thằng Bảo Bảo nó đi đâu mất tích rồi, nó không gọi gì cho anh cả. Ok anh em nhá, để bây giờ gọi cho còi nhá. Trốn lên xe này, lên xe ô tô trốn. Đâu rồi? Chết rồi. Vừa người ta mấy quán nước ở quanh đây, người ta bảo nó để lại đôi dép, nó vừa xuống hồ đây này. Ra đây nhanh lên. Nhanh, nhanh một kịp, nhanh lên, anh không biết bơi. Nhớ, có mấy người bảo nó đang ngồi ở bờ hồ này. Ok anh em nhé, bây giờ là anh em sẽ chờ còi đến và để chôn còi, để cho còi nhảy xuống hồ như cả nhà nhé, để cứu Bảo Bảo nhé. Ok anh em. Mình Bảo Bảo chào mọi người, bây giờ mình đang trốn ở trong xe rồi, bây giờ mình đang chờ ông còi ông ấy đến để xem ông ấy có nhảy xuống ao không. Ông ấy nhảy xuống ao rồi mình ấy hắng ra xem ông ấy như nào đấy. Sao anh? Đây đây, dép quần áo nó đây đây, nó nhảy xuống hồ rồi. Nó nhảy đây á? Alo, đây quần áo. Anh Nguyện này à? Xem nào ấy, xuống đây cứu nó vừa nhảy xuống xong anh vừa nhìn thấy nó mới. Sao anh không xuống? Anh không biết bơi. Mày xuống cứu nó đi nhanh lên. Đây. Đây nó đoạn này này. Cứu nó đi nhanh lên. Đây nó đoạn này này. Mày xuống cứu nó đi nhanh lên. Đây nó đoạn này này. Đây đây này, nó vừa nhảy ở chỗ này.
Đấy, nằm xuống. Ôi trời, chết rồi. Ơi, còn nước có sao không? Ui, ui, để anh gọi người cứu, nó cứ lặn đi, lặn nhiều vào. Cô thấy không? Nó vừa mới chìm thôi. What? What the fuck? Ôi, ui, Hùng à, Tập ơi, gọi cả Tập ra đây đi, đi lặn thằng Bảo nhanh lên, thằng Bảo nó nhảy xuống công hồ tự tử rồi. Mình là coi nó đang lặn đây không lặn được. Còi nó thấp không lặn được. Xuống đi. Nó nhảy ngay rồi. Nó vừa chìm, mới chìm được 30 giây một phút thôi. Anh không biết bơi. Chết mất. Ôi Bảo ơi, cho em dại dột thế này à Bảo ơi. Chết không. Lặn đi. Ôi giời ơi, vẫn còn ngồi đấy nữa. Trời ơi, còn ngồi đây. Đây này. Đây. Đây này. Đúng chỗ này này. Chỗ này nước sâu không? Đấy. Xuống. Trời ơi, Bảo ơi. Cứu người, cứu người, cứu người. Thấy chưa, thấy chưa? Có thấy không? Có thấy không? À đây rồi. Ok à. Bảo, thế sao mọi người bảo mình nhảy không đây? Nhảy đâu, nhảy áo ra tâm an. Thì chết rồi. Thì ra đây xem nào, thế mà không phải mình nhảy không đây à? Không, nhảy áo ra tâm an. Hả? Thế anh còi, anh đang nặng tìm mày đây này. Đùa, tôi chết rồi. Thế mày không phải tự tử à? Không. Thế mày bỏ quần áo, mày dép ở đây làm gì? Gái ra mắt. Thế mày đi đâu mà không bảo anh? Mày bảo đi uống nước. Đi uống nước á? Vâng. Quên cái áo. Anh coi anh đang lặn mày này. Nào lên lên em. Lên lên. Mày ơi. Tôi bị giá hả bảo? Em cởi áo ra tấm mắt. Ok đây đây đây. Ok anh em thấy còi thế nào? Cả cả nhà thấy còi nào? Còi không? Không à? Thế là. Đâu. Bảo bảo mày lừa anh còi à? Em lừa tao em cá tao mát chứ. Cởi áo thì sao mày vứt đấy? Mát anh còn cả. Anh cứ tưởng mình lấy bên trời này nó lạnh như nào. Đấy, ok ạ. À, qua video này cả nhà thấy còi dũng cảm không? Còi nhảy xuống cứu Bảo Bảo ngay. Chết không? Thôi xuống phát nữa đi em. À, can cái tội cho chừa nó hay chôn tôi hiểu không? Hôm nay tôi lừa được lại nó rồi. Cả nhà thấy hay không? Bảo Bảo đâu rồi? Không cho ăn lên. Thôi có thương anh còi không? Thôi. Anh quá anh em nhưng mà công nhận là anh coi là yêu quý em nhỉ. Quý em nhỉ. Thôi kiếm đấy. Bảo nhá, bảo mày nhớ bà tao ấy. Nghe nhau ở mặt in trong đầu. Thôi lên nào, thôi không chiều nữa. Đấy, anh biết trời này nó lạnh như nào không? Anh bắt em nhảy xuống đây. Lạnh như gì, tao vẫn mặc áo cộc đi, lạnh như gì. Mà gớm lên. Đấy đấy, bảo cảm ơn anh còi gái đi, cho em dù cảm ơn anh còi bạn đã. Lần sau anh bảo bảo bác sao mà chết anh không cứu các cái này cuối tiểu sử lâu không biết bơi. Đấy, và gọi tao đây rồi, quay đây, người Hùng mang tên còi này cả nhà này. Đấy, buồn cười quá, còi siêu nhất. Em không muốn lần sau em không muốn mình chỉ, anh chỉ chỗ gái nhận Hùng gắt xuống nặng kiểu như thật thật lắm. Em mới biết lòng tình cảm anh em như nào. Thôi đưa anh ấy về tắm đi, không anh sốt rét. Ok anh em nhá, thôi bây giờ là đưa hỏi về thôi. Màn lừa này kết thúc rồi, cho chừa đi. Sau này không dám chôn tôi nữa nhá. Sau... Ok anh em ấy đi về thôi.